Chào cả nhà, hai ngày nay mưa bão quá không có đi câu được. Nay thấy ông trời cũng đỡ đỡ nè, mà cũng còn u ám quá, còn u ám đen thui quá không, mù mịt chân nè. Thấy vậy mình ra cái bãi này mình câu hồi coi sao sai xem sao. Ở nhà cũng buồn, ra tới cũng trộm nãy giờ nước của nay nhiều quá, trộm nó mồi coi. Đó, mồi này mình cũng có bán đó nha, trộn cái nước sông thôi, không có pha thêm gì nhiều cho cầu kỳ hết, chỉ múc nước sông lên là quất, trộn thêm chi nhiều mất công tốn kém. Đó, vậy là ta thính được rồi, ta thính xuống lỗ đó, tích cục rồi, vụ cá lại rồi. Rồi còn nhiêu đây mình nhồi nhồi lại cái mình trộn cho dẻo dẻo lên, đợi hồi cá lại xuống cạn thiếu mình trộn thêm, trộn nhiều quá đi hơi. Nhấp nhấp giật giật cá chim à, có nhớ coi. Dĩa giật giật lúc lúc cà cha ăn dựng dựng chắc con hơi gỡ thả coi bé quá. Để ý xuống là ghĩa hả mày? Nữa hả? Đó, cha con nữa. Tiếp tục trời ơi sao cái này dữ vậy. Đó. Thank you.
lại là cá con. Cái dẫn chạy đi đâu vô phê em gấu phi ú nu có người dinh nó ngon ăn cả nhóc bự chạy đâu cho thoát cá chim hay được em cá chim nghĩa nhấp 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 cái cây của biển
giật 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 mẹ ca dẫn. Á dảnh, á dảnh, ăn dịt 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 rồi. Đây, thành quả đây, câu bữa nay lại tắt thủ nữa rồi, được có mấy con cá hả? Mấy con cá này nãy hôm nay mình có hái mớ một tơi nè, lát một tơi. Về nấu canh với mấy con cá này ăn đi, chứ bây giờ câu cá không trúng rồi sao giờ. Có nhiều thì ăn nhiều, chứ giờ cá mắm về câu không có, biết sao giờ. Nhiều cá đây cũng ăn được rồi. Về giống trô canh chim canh. Tô canh mồng tơi này, mồng tơi đây, câu với nhiều cá đây ăn là phú phê ha, ngon lành. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, trời cũng sắp mưa rồi, thôi gì à.